Trở lại với những thông tin thời tiết, hai ngày qua chiều tối Tây Nguyên và Nam miền Trung xuất hiện mưa dông mạnh. Liệu hôm nay khu vực này còn mưa xuất hiện không, chị Hương Liên? Vâng, chiều tối nay thì mưa dông vẫn có khả năng xuất hiện ở khu vực Tây Nguyên và vùng núi Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Mưa diện hẹp và xảy ra trong thời gian khoảng 30 phút đến 1 tiếng. Đây là những cơn mưa vàng giải nhiệt, cung cấp một phần nước ngọt cho người dân ở đây. Tuy nhiên là trong cơn dông dễ đi kèm gió giật, sấm sét và mưa đá, rất nguy hiểm. Trước khi mưa, buổi trưa và chiều trời vẫn nắng mạnh và nóng. Nhiệt độ cao nhất tại các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột và từ Đà Nẵng đến Phan Thiết từ 31 đến 36 độ C. Với khu vực Nam Bộ, dự báo hôm nay nắng nóng vẫn xuất hiện ở nhiều nơi, hầu khắp miền Đông và một số điểm miền Tây như là Tân An, Cao Lãnh, Vĩnh Long, Vị Thanh, Châu Đốc, Mỹ Tho là 35-37 độ C. Nóng nhất là khu vực Bắc miền Trung, nhiệt độ ở các thành phố Vinh, Hà Tĩnh, Đồng Hới, Đông Hà lên tới 40-41 độ C. Các thành phố phía Tây Bắc Bộ như là Điện Biên Phủ, Lào Cai, Hòa Bình thì cũng nắng nóng gay gắt 37-39 độ C. Còn bên phía Đông, thủ đô Hà Nội và nhiều thành phố là 34 đến 36 độ C. Riêng ven biển như Hải Phòng thì đỡ nóng hơn, 32 độ C. Dạ vâng, nắng nóng thì đang vào giai đoạn cao điểm. Quý vị hoạt động ngoài trời nhiều thì cần đề phòng kiệt sức, đột quỵ do tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao và lưu ý là có những biện pháp chống nắng và bổ sung nước để đảm bảo sức khỏe.